Thank you.
tuyệt vời. Quá là các anh múa tuyệt vời. Các anh múa đẳng cấp đấy. Alo. Alo. Vào đây chống đi. Chống đi, chống đi. We'll be right back.
Ông Hào, ông Hào. Bật lên, 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 bật lên. Ông Trang ơi, vào đi. Ông Trang, ông Trang. Hãy chống lên, chống lên, chống lên. Đẹp không? Định là đi bán thôi. Bắt đầu. Vâng, cảm ơn bác. Cung thì Đức Linh Lang Đại Vương Đương Cảnh Thành Hoàng. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân và quý khách thập phương, theo phong tục từ ngàn xưa của nhân dân ta, mỗi mùa xuân này là mùa cảnh hội. Mỗi địa phương, mỗi làng, mỗi xã đều có diễn ra lễ hội. Lý di tích đình đền Hào Nam long trọng tổ chức lễ hội truyền thống kỷ niệm ngày hóa của Đức Thánh Linh Lang Đại Vương, kỷ niệm 30 năm đón nhận bằng di tích lịch sử văn hóa, 15 năm di tích lịch sử cách mạng kháng chiến và 10 năm công nhận di sản văn hóa Việt Nam, nhằm ôn lại truyền thống đánh đạt cứu nước nhân dân ta ở thế kỷ 11, khơi dậy lòng tự hào của dân tộc và truyền thống uống nước nhớ nguồn, tăng cường lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt pháp luật của nhà nước, tăng cường giao lưu giữa các làng trại, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng dân cư chúng ta nói chung của làng Hào Nam nói riêng. Vậy giờ lễ hội hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu với các quý vị đại biểu. Tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Ban, đại diện ban chấp hành Hội Di sản Văn hóa Việt Nam. Tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Trọng Quý, đại diện ban chấp hành Hội Di sản Thăng Long Hà Nội. Về phía đại biểu hội chúng ta, tôi xin trân trọng giới thiệu có các vị đại diện cho ủy ban phụ trách phòng văn hóa thông tin của quận và đặc biệt có các đại diện các phòng nội vụ, ban tuyên giáo, ban dân vận quận ủy, đại diện hội an ninh, đội cảnh sát phòng chữa cháy của công an quận. Bên đại biểu phường, tôi xin trân trọng giới thiệu của bà Nguyễn Thị Thái Yên, bí thư đảng ủy phường. Tôi xin trân trọng giới thiệu bà Hoàng Hà Loan, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân phường. Xin trân trọng giới thiệu bà Trần Thị Thái, đảng ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường. Xin trân trọng giới thiệu các đồng chí trong ban chấp hành đảng ủy, ban quản lý di tích, hội, các chi hội. Phó trưởng các
hội đoàn thể chính trị xã hội, hội đoàn thể các bà, các tổ dân phố, khu dân cư của 38 tổ dân phố, và đặc biệt về dự hội nghị ngày hôm nay, về dự lễ hội ngày hôm nay có đại biểu của hội Ba Đình, có xin trân trọng giới thiệu bà Trần Thị Vinh, phó phòng văn hóa hội Ba Đình. Về dự hội lễ ngày hôm nay ở nhiều nơi, có tới 2
thống tứ trấn của kinh thành Thăng Long xưa. Truyền thống về Linh Lan thường gắn liền với vùng sông nước đầm ruộng, đó là một điểm phù hợp với vị trí địa lý của đàn Hào Nam. Lễ hội đình Hào Nam là một sinh hoạt tín ngưỡng trong văn hóa cộng đồng, biểu trưng cho văn hóa làng xã, đã thực sự thu hút người dân làng Hào Nam cũng như nhân dân của các địa phương lân cận tham gia vào quá trình tái tạo, sáng tạo văn hóa lịch sử. Đặc biệt, đình đền Hào Nam đã từng được coi là chiến khu trong lòng Hà Nội tạm chiếm. Nơi đây được ban chỉ huy khu Văn Miếu chọn làm nơi tổ chức các cuộc họp quan trọng để quyết định các chủ trương, kế hoạch xây dựng phong trào cách mạng kháng chiến và cất giấu vũ khí tài liệu, là nơi che giấu cán bộ chiến sĩ. Trước ý nghĩa lịch sử cách mạng kháng chiến của đình đền Hào Nam, năm 2009, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định gắn biển di tích lịch sử cách mạng kháng chiến tại đình đền Hào Nam để tôn vinh và lịch sử văn hóa kiến trúc nghệ thuật, vừa là chứng tích cách mạng của một thời hào hùng của dân tộc,